Như đáp ứng mong đợi của những người bạn Nga về một hoạt động văn hóa hữu nghị 2 năm một lần này, đêm khai mạc những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga đã diễn ra thật sinh động, hấp dẫn bởi những tiết mục ca múa nhạc đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. Phát biểu khai mạc đêm ca nhạc cũng là chính thức khai mạc tuần văn hóa Việt Nam, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Văn hóa Liên bang Nga Vladimir Alexandr nhấn mạnh. Наши страны связывает долгая история дружеских отношений, начавшихся в далеком прошлом. Взаимодействие в области культуры принадлежит к числу самых плодотворных и успешных областей нашего сотрудничества. Уверен, мероприятия этих дней становятся новым подтверждением дружественных отношений между нашими странами и народами. От всей души желаю организаторам и участникам Дней вьетнамской культуры в России вдохновения и успехов, а их гостям незабываемых впечатлений. Министр культуры Российской Федерации Владимир Ростиславович Мединский. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Du lịch và Thể thao Việt Nam Hoàng Tuấn Anh phát biểu cũng khẳng định rằng đây là cơ hội để khán giả Liên bang Nga và bạn bè quốc tế đang sinh sống làm việc tại Liên bang Nga hiểu sâu hơn về nền văn hóa Việt Nam phong phú, giàu bản sắc, đồng thời biết được thế mạnh ngành thể thao cũng như tiềm năng du lịch to lớn của Việt Nam. Một chương trình ca múa nhạc đặc sắc đã được các nghệ sĩ Việt Nam cùng các vận động viên môn phái võ, võ Việt Nam trình diễn đã nhận được những tràng pháo tay tán thưởng của đông đảo những người Nga yêu mến Việt Nam, những người từng biết nhiều về Việt Nam và nhiều người lần đầu tiên có dịp tham dự hoạt động đặc sắc này. Trong số đó, có nhiều sinh viên Nga đang theo học ngành Việt Nam học. Cũng trong khuôn khổ những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga, một triển lãm tranh sơn mài diễn ra tại Bảo tàng Nghệ thuật các dân tộc Phương Đông và mở cửa đón khách tham quan hàng ngày từ 25 đến 30 tháng 6. Triển lãm trưng bày 30 tác phẩm nhằm giới thiệu về nét giá trị đặc biệt của tranh sơn mài Việt Nam. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh phát biểu khai mạc triển lãm khẳng định rằng đây là những tác phẩm sơn mài có vẻ đẹp kỳ diệu ẩn sâu dưới lớp sơn, vừa sang vừa lộng lẫy và rất đầm thắm tinh tế như tâm hồn người Việt. Trải qua thời gian và sự sáng tạo của nhiều thế hệ họa sĩ, chất liệu sơn mài Việt Nam có khả năng diễn đạt được nhiều đề tài, nhiều trường phái, xu hướng nghệ thuật khác nhau, thể hiện nét độc đáo trong bản sắc văn hóa Việt Nam. Nhiều người bạn Nga sau khi thưởng thức các tiết mục nghệ thuật dân tộc Việt Nam đã rất xúc động và thích thú. Các bạn nói: Очень понравился концерт. Очень красочные, нарядные все. И выступления великолепные. Мы очень довольны, что пришли, что попали на ваши, на этот концерт, и на речь послушали и посмотрели всех. Спасибо большое. Спасибо большое. Я очень рада, что Министерство культуры Вьетнама решило организовать такое значимое мероприятие в культурной жизни Москвы и пригласило таких известных во Вьетнаме и в Российской Федерации артистов. Я живу в Вьетнаме, поэтому видел много раз. Но это увидеть здесь, в Москве, в России, очень приятно. Это как глоток свежего воздуха. Очень интересна для меня вообще вьетнамская культура, потому что я сама музыкант по образованию, и вот я слышу, как исполняется эта музыка, прекрасные голоса. Для меня это было удивительно, что такие яркие, сочные тембры, хореография очень своеобразная, очень не похожая на другие культуры. Ну что хочу сказать, конечно, концерт очень прекрасный, мы просто удивлены и рады, что вы поддержите дружбу с нашим народом. Великолепный народ, великолепная культура. И я не первый раз на вашем концерте. Это уже третий или четвертый концерт. Мой муж был участник вьетнамских событий. Поэтому я очень часто посещаю ваши мероприятия, ваши концерты и очень рада. И мне очень хотел бы поблагодарить организаторов за то, что они собрали лучших артистов Вьетнама и привезли их с таким интересным и насыщенным концертом в Москву.
nghệ sĩ violon tài năng của Việt Nam Bùi Công Duy hiện đang có mặt tại Moscow để tham gia ban giám khảo tại một giải thi âm nhạc rất danh giá mang tên Tchaikovsky dành cho các tài năng trẻ, cũng tới tham dự lễ khai mạc những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga, nhận xét về chương trình và các hoạt động này rằng: Tôi thấy rất là mừng ở cái là càng ngày cái chương trình của chúng ta xây dựng càng chặt chẽ, càng chuyên nghiệp hơn và cũng giới thiệu được nhiều khía cạnh của đất nước Việt Nam. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh khi trả lời phỏng vấn của báo chí về mong muốn của chúng ta khi tổ chức những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga cho biết: Qua sự kiện này tôi nghĩ là có 5 cái mong muốn. Mong muốn thứ nhất là trao đổi văn hóa giữa chúng ta và Nga sẽ thường xuyên và nâng cao chất lượng hơn. Cái mong thứ hai nữa là sẽ ngày càng nhiều người dân Việt Nam nhận Nga hiểu được cái văn hóa của mỗi nước, qua đó tăng cường sự hiểu biết. Mong muốn thứ ba là các bạn hỗ trợ cho chúng ta tìm hiểu kỹ hơn về cái nền văn hóa của các dân tộc Nga, để qua đó chúng ta rút ra một cái bài học kinh nghiệm để chúng ta ngày càng làm cái phát huy cái truyền thống văn hóa các dân tộc của chúng ta. Vấn đề thứ tư nữa là mong muốn làm sao các bạn Nga nhận chúng ta nhiều học bổng hơn ở các cái trường điện ảnh, múa, đặc biệt âm nhạc. Và cái cuối cùng chúng tôi mong muốn là thường xuyên chúng ta tổ chức những ngày văn hóa của Nga tại Việt Nam và văn hóa Việt Nam tại Nga, để thông qua đó người dân Nga, người dân Việt Nam và đặc biệt đối với bạn trẻ hiểu kỹ hơn về cái sự gắn bó truyền thống của cha ông chúng ta trước đây và nhiệm vụ chúng ta bây giờ phải vun đắp, xây dựng và phát huy cái truyền thống đó để phục vụ cho cái lợi ích của nhân dân hai nước. Trong khuôn khổ những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga cũng có cuộc tọa đàm về tình hình hợp tác văn học, văn hóa nghệ thuật Việt Nam Liên bang Nga, chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam tại Liên bang Nga và những ngày phim Việt Nam tại Nga được khai mạc vào tối 26 tháng 6 tại rạp chiếu phim Illusion. Chương trình chiếu phim sẽ có các bộ phim đặc sắc như Những người viết huyền thoại, Mùi cỏ cháy, Cát bỏng, Cô dâu nổi loạn, v.v.